Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh khám phá về săn bắt của em. Thì hôm nay em tiếp tục đi bắt tôm tích, nó có nước cạn nha mọi người. Thì em sẽ bắt luôn cả sáng với tối nha mọi người. Tại vì dạo này cũng mưa bão mọi người, hơi khó khăn tí nên em sẽ cố gắng đi bắt cả sáng cả tối luôn nha mọi người. Thì tối thì em sẽ đi bắt nước cạn, còn buổi sáng thì em sẽ đi đặt những cái hang mà nó gần bờ nè. Em có làm dấu rồi nè, giống như cái hang mọi người xem nè. Cái hang này thì nó nằm ở ngoài nước sâu nha mọi người. Thì em sẽ bơi ra cái dấu đó. Em có làm cái dấu một cái chai rồi. Thì em sẽ bơi ra em đặt tầm, khi nào mà nó lên thì em mới dở. Thì cái tỷ lệ mình đặt từ sáng tới tối á, tỷ lệ nó dính rất là cao nha mọi người. Với lại mình đặt cái lúc nước lớn như vậy nè, rất là dễ dính nha. Thường thì những lúc nước lớn như vậy nó lên ăn rất là nhiều nha mọi người, rất là dễ dính nha. Cái hang này thì em đặt xong á, em sẽ quay cận cảnh cái lúc nó sập bẫy cho mọi người cùng xem luôn nha. Tại vì cái con này em thấy nó có dấu hiệu lên á, nhìn nó cũng hơi dạng mọi người. Thì em sẽ quay luôn cái cảnh nó lên cho mọi người cùng xem. Đây là cái lúc nó sắp sập bẫy nè mọi người. Đó, mọi người thấy cái bẫy nó sập không? Thì do là cái hang này nó nằm sát với lại cái khoanh của em làm mọi người, nên khi mà nó lên đó thì cái bẫy không nhúc nhích đó. Đấy, nó lên thẳng hang rồi nó sập luôn. Với lại con này nó cũng dạng mọi người, lúc đầu em ra là em thấy nó lú đầu ra khỏi miệng hang rồi. Đúng, con này cũng rất là dạng nha. Thì cái hang này em đã bắt có con đực rồi. Đấy, chỉ còn một con cái thôi. Thì em có cắt bớt rồi đó mọi người. Thì cái video này tới 5 phút lận. Thì cái lúc mà em đặt tới lúc em quay lại để thăm á, thì 5 phút. Thì em có quay đi qua bên kia để em kiếm mấy cái rong á, để em thả xuống cho nó bít miệng hang. Mình không ngờ thì lúc quay lại thì nó đã lên luôn rồi. Em cũng không nghĩ là nó lên nhanh như vậy. Nhưng mà cũng may mắn là em đã đặt cái máy quay lại để em quay được cái cảnh cái hang nó sụp cho mọi người cùng xem rồi. Thì nó thật ra rất là lâu rồi không quay được cái cảnh nó sập bẫy mọi người. Nó cũng khó á, tại vì nhiều con mình ngồi đó mình quay nó lại không lên á. Đây là lúc em quay lại để em thăm bẫy đây nè. Đấy, cái này là phải lặn xuống nha mọi người chứ không phải là đứng ở trên cạn đâu. Đó, em có lặn xuống em kéo tôm tích lên nha. Thì mấy bữa nay cũng không có được may mắn mọi người, đi thì cũng dính rất là ít á, nên em cũng hay ghép vô mọi người xem thông cảm giúp em nha. Với lại mấy hôm nay đi cũng không để ý tới cái máy quay á, nó hay có hết pin đúng không mọi người. Thì ngày hôm nay em dính cũng khá khá nhưng mà em cũng không có quay được cái lúc mà em cân á, thì mọi người có gì thông cảm giúp em nha. Thì em sẽ ứng chừng để em nói cho mọi người dễ hiểu thôi, chứ còn bữa nay cũng không có cân được. Thì chính cái con này cũng không có cân được luôn nè mọi người. Thì em sẽ cho mọi người xem cái càng nó trước đã. Đấy, mọi người thấy không, cái càng của nó vẫn còn nguyên đó. Đó 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 mọi người thấy không, em đang sợ nó búng nên em không có dám gỡ ra nhiều, mọi người thấy không, cái khoanh đó nè. Rồi ok, thì cái con này em có bán cho hai anh chị khách du lịch này luôn nè, nên cũng không có cân được. Thì lúc vừa lên thì anh chị hỏi mua luôn, thôi thì mình bán cho anh chị luôn. Tại vì khách du lịch hỏi thì em sẽ bán hết nha, mình bán giá gốc cho khách du lịch người ta ăn luôn. Có khi em bán còn rẻ hơn mọi người, tại vì không có cân á, nên mình không có biết chính xác được. Thì cái lúc này em định lại để em thả cái con cá xem cái con này nó có lên nó chụp miệng hang không nè. Mà nó khôn lắm mọi người. Ở lúc đầu thì nó lú đầu lên, ở lúc sau em đi đến thì nó lại rút đầu xuống rồi. Thì cái con này em sẽ đặt bẫy nha. Đây là cái buổi tối đây nè. Đấy, bắt con kia xong thì một tí sau, nó cũng buổi tối tầm 3-4 tiếng sau á. Thì lúc em bắt con kia là tầm 3 giờ. Xong rồi tối nước nó cạn thì em sẽ đi bắt nước cạn nè. Thì đặt hôm nay đặt cũng tương đối nhiều hang đó mọi người. Đặt nè, rồi bắt bằng tay nè. Nó cũng nhiều thứ lắm nhưng mà
nó không có lên đó mọi người. Đi thì cũng bữa này bữa kia, nhưng mà dạo này bắt thì cũng không có dính nhiều tung tích đó mọi người. Hang thì cũng còn tương đối nhiều mọi người, nhưng mà nó không biết sao là bắt dạo này em bắt dính nết lắm, nên cũng khó đưa ra được video cho người cùng xem á. Thì mọi người có theo dõi mà ấy thì ủng hộ đợi em giúp em nha mọi người. Với lại em có làm video lặn á để cho mọi người xem thay đổi cho nó đỡ có nhàm chán á. Với lại câu cá mọi người thì mùa này cũng không câu cá được luôn, mùa này thì biển nó động á, mưa gió dữ lắm luôn. Đây là cái hang tiếp theo đặt bẫy nè, thì nước hôm nay nó không có cạn như cái mấy bữa trước mọi người, nước ở đây nó còn sắp sắp á. Thì cái chỗ này, chỗ cái hang này nè, mấy hôm em đi là nước nó cạn hết luôn nha. Thì mấy cái hang này nè, hôm qua em đã đặt rồi và nó lên nhưng mà sập bẫy không dính nha mọi người. Rồi, thì hôm nay em đi đặt lại. Mọi người biết không, cái mùa nước cạn đợt trước á em đi á nha, là 3 ngày em không dính gì luôn á mọi người, 3 ngày không dính được một con tôm tích nào luôn á. Quay lại coi dính thì cũng dính được có mấy con mọi người, một con không à, không có dính nhiều á. Thì cũng thu nhập chính mà mọi người, không dính gì thì cũng rất là buồn nha. Đấy, cái thu nhập chính á mình không bắt được thì không có tiền ra vô nhiều, nó hơi có kẹt xíu á mọi người. Thì rất mong cái hôm nay đi thì dính lại nhiều nhiều tí, phải cộng với cái con hồi sáng á, thì cũng có tiền nha mọi người, chứ còn không là mỏm luôn á. Đây là cái hang thứ ba nè, thì hôm nay em bắt bên đây tới 4 hang nữa đó mọi người. Thì ở trong cái 4 hang này mình không có mong dính hết đâu, mà 4 hang này em mong dính được tầm 2 con là rất là mừng mọi người, một con cũng được nữa, có dính là được rồi. Mình gom gom này 5 6 ngày thì cũng được 5 6 7 con, thì cũng được 2 3 ký, thì cũng được hai triệu mấy nha mọi người, cũng rất là ổn nha. Thì trong vòng 1 tuần á được 2 triệu mấy cũng được, thì mình nghỉ 1 tuần bắt 1 tuần. Đây thì mấy hôm nay em cũng đi chỉ có một mình em thôi, tại vì do là trời mưa á nên em chỉ đi có một mình thôi. Đây là cái con mực nang nhỏ đó mọi người, mùa này thì mực nang nó đẻ xong rồi nên mực nang nhỏ rất là nhiều nha. Em thì em sẽ không bắt mấy con nhỏ đó đâu mọi người, nhưng mà người ta là bắt hết nha. Đấy, mấy người đi sâu người ta sẽ bắt hết những cái con mực nhỏ nhỏ đó đó. Đây là cái hang em mới phát hiện được nè. Thì cái hang này khi em thả con cá xuống thì nó lên nha. Đó, đặt bẫy thì nó không lên. Đấy, thả con cá xuống thì nó lên. Rồi em bắt buộc em phải bắt bằng tay, nhưng mà làm đủ cách luôn, cuối cùng nó cũng không lên mọi người. Đợi biết bao lâu luôn, đợi cả 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 nửa tiếng hồ hơn luôn mà nó không lên, không đụng cái nào luôn, nhưng mà nghịch cái là mình đặt tay nó lại lên, em cũng chẳng hiểu như nào. Nếu mà bắt tay nó lên thì quá ok luôn rồi. Thì cái đợt này là cũng muốn hết nước rồi nè mọi người, thì giờ em bắt xong bữa nay chắc cũng đi qua chỗ khác bắt, tại vì ngày hôm sau cái chỗ này nó không có cạn được, hoặc là em đi lặn á, đợi cái mùa sau quay ra bắt nó xong. Mình không bắt thì cũng còn đó chứ không có sợ mọi người. Bây giờ đặt bẫy xong rồi nè, nhưng mà đợi một lúc thì nó không có dính, em sợ nước nó lớn á, nước nó lớn rồi nó không lên nữa, mình mất thời gian rồi không dính nữa, em quyết định bắt bằng tay xem cho nó nhanh, nhưng mà cuối cùng bắt bằng tay nó cũng không có lên luôn đó mọi người. Đây nè, cái lúc này là lúc em bắt bằng tay nè. Đó, em cho mọi người xem đó, bắt tay á. Em có kẹp cái áo vô trong cái quần để cho nó đừng có thầm xuống, nó ướt, nó rách rách, nó ướt cái áo mọi người. Thì bắt bằng tay cũng không dính nên em quay một cái khúc bắt bằng tay thôi. Thì bỏ luôn cái khúc kia cho nó dài đó, đi quay lại thăm mấy cái bẫy kia thì nó cũng may mắn nó dính rồi nè mọi người. Thì cũng cái bẫy đầu tiên đi thăm nó đã dính rồi nè. Thì nãy giờ đi bắt cái hang bên kia biết bao lâu luôn, phải hơn 1 tiếng đồng hồ quay lại thầm cái bẫy này dính rồi, tôi mừng nha mọi người. À, nó dính cũng lâu rồi nè mọi người nên nó mới đẩy cái bẫy lên á, hoặc là nó bị kẹp nặng á mọi người nó mới búng bẫy lên nha, chứ còn mấy con mà nó dính cổ nó là nó sẽ kéo cái bẫy sát xuống,
Còn những cái con mà nó bị dính mà kẹp ngang bụng hay gì là nó sẽ bung lên đó người, để nó đau đó, nó sẽ bung lên nha. Đâu người thấy không? Con này em đoán không sai mà nó bị kẹp ngang cái bụng mà nó đứt vô tới trong cái gạch con tâm tích luôn rồi. Cái con này thì chắc chắn là sẽ không sống được lâu mọi người. Nhưng mà tới lúc mình đem về nó vẫn còn sống nha. Thì cái con này thì chắc em để ăn thôi chứ không bán được đâu mọi người đó. Mọi người thấy nó còn bơi không? Nhưng mà nó tí nó sẽ chết nha. Con này gạch rất là nhiều luôn, con này to lắm mọi người, con này phải 4 lạng nha. Thì cái hang tiếp theo em thăm đã dính rồi nè mọi người, cái con kia là coi như bỏ rồi đó, để ăn đó. Thì kệ không bán được mình để ăn mọi người, cho mấy đứa nhỏ ở nhà ăn cũng không sao. Nhưng mà cũng thấy hơi tiếc nha, đây là con cái tiếp theo nè. Con này thì cực kỳ nhiều gạch luôn nè mọi người. Con này nha mọi người thấy như vậy đó, tí lên trên nha, nó sẽ gạch đỏ mình luôn á. Đây đây, bây giờ em đang có gỡ nó và em đem lên trên cho mọi người cùng xem nha. Đây mọi người thấy không, nó đổi cái màu rồi đó, nó đỏ là nguyên một mình nó luôn. Đây là cái lúc em bắt được một xíu rồi nè, thấy gạch nó đỏ không, đỏ cực kỳ luôn. Thì hai con này em cũng cũng không có quay được luôn mọi người. Thì cái máy quay nó báo hết pin đó, mấy hôm nay không biết sao để máy quay đi báo toàn hết pin không à. Lúc em quay con này xong là nó hết pin luôn đó mọi người, đúng còn 1% luôn. Thì em vẫn cố gắng quay cho mọi người xem được cái càng nó và em vẫn cắt càng nó luôn nha. Hai con, đây, đây là cái con bị đứt cái cổ nè. Tiếc quá mọi người, cái con đứt cổ nó còn to hơn cái con tung tích đỏ kia nữa. Thì cái này em cắt càng xong thì cũng là sắp kết thúc video rồi. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi video và luôn ủng hộ em thời gian qua. Nếu mọi người thấy hay thì mọi người nhớ like, đăng ký kênh và ủng hộ cho em. Em xin chào tất cả mọi người và hẹn mọi người video có phân tích sau.